Rồi hello các bạn, vẫn là tiếp tục cái series video nói về phân tích về các khu vực. Thì khu vực Hà Nam thì khu vực thứ hai mình sẽ chia sẻ đến các bạn, đó là khu vực Kim Bảng. Thì trong năm 2024 này sẽ có nhiều những cái dự án có kế hoạch sử dụng đất của Kim Bảng. Đầu tiên chúng ta phải nói đến là khu du lịch Tam Trúc 527 hectare. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu khu vực Tam Trúc nhé. Đấy, lấy rất nhiều đất lúa, diện tích quy hoạch thêm là hơn 200 hectare. Đấy, các bạn có thể thấy. Và ở xã Khả Phong thì là cái khu du lịch này nó thêm là 227 hectare nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu ở đấy. Còn ở thị trấn Ba Sao là 300 hectare, thì giao cho hai cái đó, được chưa? Rồi cái điểm tiếp theo nữa là cái xây dựng cái sân gốp Kim Bảng 36 hố và khu phụ trợ xã ở xã Tượng Lĩnh khoảng 180 hectare. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu chỗ đấy nhá. Rồi nữa là một cái khu sân gốp Kim Bảng 36 lỗ tại thị trấn Ba Sao giai đoạn 2. Ở đây là có hai sân gốp, một sân gốp hiện nay đang sử dụng rồi, và một sân gốp này và hai cái sân gốp này cũng sẽ làm, được chưa? Rồi một cái nữa chúng ta sẽ nhìn đến là năm 2024 này cũng sẽ giải phóng mặt bằng và cũng sẽ làm cái khu công nghiệp Kim Bảng 1 là 230 hectare. Đâu đó thì ở xã Lê Hồ là 165 hectare, ở xã Đồng Hóa là 35 hectare và xã Đại Cương là 29 hectare. Em làm cầm bộ này cho anh cảm ơn nhé. Mày quay video ngồi lấy được. Thì đấy, thì các cái khu đấy thì cũng sẽ là ok để động cơ. Đầu tiên là động cơ về khu đô thị nghỉ dưỡng, à quên, khu du lịch Tam Trúc. Thứ hai là khu sân gốp và khu phụ trợ. Thứ ba nữa là khu công nghiệp, để chợ, khu công nghiệp. Đấy, khu công nghiệp Kim Bảng 1, 230 hectare. Rồi cái thứ tư nữa là, thứ năm nữa chúng ta nói đến cụm công nghiệp Lê Hồ. Thì trên kia nó là Lê Hồ, thì đó là có khu công nghiệp rồi 165 hectare. Thì bây giờ Lê Hồ có thêm một cái cụm công nghiệp đã 74 hectare, thì nó bao gồm ở xã Đại Cương và xã Lê Hồ. Đấy, đều ở đây thôi. Một khu là 230 và một cụm là 74, cộng vào nó là 300 hectare ở đây, được chưa? Đấy, rồi một cái cụm công nghiệp nữa là cụm công nghiệp Đồng Hóa 75 hectare ở xã Đại Cương và xã Đồng Hóa, và một cụm công nghiệp nữa ở Thi Sơn 1 75 hectare. Tức là nó có 3 cụm công nghiệp này và một khu công nghiệp này là sẽ được có kế hoạch trong năm 24. Thì các bạn cứ tính độ trễ cho, có thể 25 năm 26 họ làm, thì đấy cũng là một cái ngon. Rồi cái thứ hai chúng ta nói đến cái đơn giá, được chưa? Mỗi khi một cái phân tích thì mình sẽ nói đến cái đơn giá và nói đến cái vị trí và nói đến cái quy hoạch cho các bạn. Thì đấy là một vài cái quy hoạch của năm nay nhá, mình chưa có nói đến các năm tiếp theo. Thì các bạn có thể tìm hiểu đơn giá, ví dụ như khu bên cạnh của Đồng Văn 4 đấy, khu 300 hectare, và mai kia là Vigrasera sẽ làm thêm một cái khu, một cái giai đoạn tiếp theo của Đồng Văn 4 này là 150 hectare nữa. Thì cái khu này là mặt ngoài khoảng 60 triệu, mặt bên trong khoảng tầm 20 đến 30, hơn 30, thì các bạn vẫn có thể đầu tư được, nếu là mình vẫn có thể đầu tư được nhá. Đấy, còn cái khu mà Đại Cương, mà cái khu mà gọi là giáp dân ấy, giáp cái chùa Dương Cương ấy, giáp bên cạnh của tay trái của cái khu công nghiệp Đồng Văn 4 ấy, gọi là làng Dương Cương ấy, thì giá nó khoảng hai mấy, ở đấy thì cũng dân sinh thôi, đánh ở đây thì nó không thương mại, được chưa? Đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu khu vực đó này. Còn lại ở trong, ví dụ như trong trong này là đâu đây, trong gọi là Tam Trúc, các bạn hiểu không ạ? Cái chỗ Tam Trúc thì giá nó cũng có những chỗ, ví dụ như cái khu tái định cư nó có tầm mười mấy hai mấy đấy, mười mấy hai mấy ở trên đường đi vào chỗ xã Khả Phong ấy, mặt đường đấy. Và cái khu du lịch Tam Trúc này mai kia sẽ làm nhiều biệt thự, và có thị trấn Ba Sao. Ở thị trấn Ba Sao thì anh em có đầu tư thì cũng phải chú ý cái phần sổ sách, được chưa? Còn lại là Kim Bảng, nếu mà để đánh số thứ tự trong tỉnh Hà Nam thì mình đánh số thứ tự là 3. Đấy, số thứ tự là 3. Thứ nhất thì đương nhiên là Phủ Lý, rồi thứ hai đó là Duy Tiên, và thứ ba đó là Kim Bảng. Đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu nơi cái chiến lược cho nhé. Còn lại thì nếu mà các bạn mà cần mình tư vấn, tham vấn ở đâu riêng thì các bạn có thể đăng ký dịch vụ tư vấn, mình sẽ chỉ cho các bạn, được chưa? Đấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Còn ví dụ như là về đằng này thì cũng không ok lắm đâu. Về đằng mà giáp thành phố Phủ Lý mới cả giáp mấy đằng Thanh Liêm thì không ok. Nếu là mình thì không ok lắm. Đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu ở đằng khu vực đó nhé. Đấy là Kim Bảng các bạn nhé. Các bạn mà thấy điều gì chưa rõ thì các bạn comment xuống các bạn hỏi. Còn điều gì các bạn thấy nó hiểu rồi thì các bạn comment là số 1, để mình lần sau mình biết được các bạn chưa hiểu hay các bạn đã hiểu rồi thì mình sẽ biết, được chưa? Xin chào các bạn, gặp lại.